No way, Double Becca. No way. Let me check leaderboards. So got number one Zilli. Ooh, at a bar that you make. Who's? Let's go, guy. Go lamb bad Pekka. How to win? We have 10 minutes left. This time, go lamb bad Pekka. No. Go lamb your dad. No. Go lamb your son and Pekka your dad. Get out of my way! Get out of my way! Golem said. Lightning! Get out of my way! Get out of my way, Golem! Get out of my way! Golem, what's your tower? Be careful, he puts Golem fizzy, balloon fizzy, come right now. Ooh, you happy? Yo, I'm so happy because this matchup so insane. Golem Pekka. So basically, matchup a ladder. Yeah, the god is first. I have the win. I have the win. Oh wait, tornado! Be careful! It was a balloon fizzy coming. Balloon fizzy coming. Duck green behind Duck Pekka, maybe. No way, Pekka dead. Before he will, it can go over green. Spot. Baby dragon chance left. No way. Oh my god. No wait, no, Pekka. Please, Pekka, no. Lightning. Tornado. Tornado active, tornado. No, why not? Tornado fell. What the fuck? Oh my god. The God and Jupiter King, let's go. Oh my god. So âm là off luôn. Nhưng mà mình nghĩ Aravan đánh kỳ lắm đấy, mà giờ vừa đâu. Thằng Aravan thì mặt nó già đấy ra ta. Nhìn nó mới 16, thì nó 18 tuổi, 16, 18 tuổi, nhìn nó mặt nó già đấy. Còn già hơn cả mình nữa không? Ok, Aravan, Jupiter King. Cool, thằng Araban nó link Facebook rồi. Ui dồi, bây giờ mà còn kiểu spam emote thì thực sự bây giờ lag game luôn đấy. Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên mà khi mà game mới bắt đầu chơi game nhiều lắm. Mình nhớ ngày đầu tiên mà khi nó có chế độ spam emote thực sự lần ra mà người mà ui lag game mà. Jupiter King balloon rồi, balloon cycle with Archer, hai con Archer chuẩn luôn. Jupiter King đi đường quyền. Đúng rồi, được quyền. Còn Alaban thì chơi deck chính của anh ta rồi. Deck gọi là chuyên để thủ các deck beatdown. Tuy nhiên deck đấy sẽ khá rất dễ để defend. Dark Queen không, đây là một cái deck có Graveyard. Đây là Graveyard rồi, Pekka. Baby Dragon. Poison không, không, mình không nghĩ là Poison cho tên này đâu. Nhưng mà có khá, một chút damage từ Skeleton không có tanh. Một chút, đâu đó 100 máu. Infernal Tower không có Equip. Goblin Kick.
xử lý tường này sẽ tốt thôi. Một con rồng defense cực kỳ là tốt, hiệu quả luôn. Lần đầu tiên debut anh ta đã sử dụng cái deck chính của anh ta luôn. Interesting. Thẻ cuối cùng là Poison, vì vậy là... Nhưng mà liệu... Có một cái điều đó là khi mà cái deck Araban mà anh ta thủ tốt với Jab ở turn đầu tiên, thì gần như turn tiếp theo anh ta sẽ... anh ta sẽ công cực kỳ là mạnh mẽ, bởi vì Balloon, anh ta có Fizzy, đây là một điều bất ngờ để Balloon sẽ đi vào. Tuy nhiên thì xử lý con Infernal Dragon như nào đây? Balloon, đây rồi, đây là thời điểm đấy Balloon, Goblin Cake đâu? Goblin Cake, Fizzy, Goblin Cake đâu? Không kịp rồi. Snowball, để rồi no Snowball, 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 cool. Nine Defense. Nine Defense. Thấy chưa? Đoán đúng bài chưa? Cái deck này sẽ bị dồn, nếu mà thủ tốt thì sẽ dồn Balloon cực kỳ nhanh. Và đây là thời điểm mà sẽ dồn cực kỳ nhiều Lily, đặc biệt là Jack đi lên rồi. Anh ta chỉ đẩy một bách, đẩy một bài thôi. Thủ được bên này, anh ta sẽ đi Balloon bên kia luôn. Đổi hướng. Một giáp, một Fizzy là như hai con đang chơi đi ta. Không có cả Thorio nữa. Tuy nhiên thì đi giữ được con Pekka không? Không, con Pekka đi rồi. Xuất hiện là có con Pekka nữa. Lumber bị tách ra. Chưa đủ Ellie để defend. Dùng Thorio ở lúc này là fail rồi. Dùng Thorio trong tuần này là fail rồi, vì anh ta đã có một con Golden Cake đây rồi. Inferno còn Inferno sẽ chiến thắng không. Và đây là thời điểm Balloon. Không, có Fizzy không? Fizzy, không có. Không đủ Ellie. Hello bro. Sao hôm nay không có sao game ta? Mất tiếng của nó luôn. Chúng ta có nhiều vấn đề của các đường truyền ngày hôm nay. No sao game. No commentary sao. Ui, Pekka tách ra rồi, hay quá. Phải nói Jupiter King hiện tại. Lại Fizzy. But this time it's still pushed. Zygon, grab jab, Fizzy coming. Cool. I think this is a lap push. Lap push đây rồi. So much damage. IC Golem sẽ đến bên này. Rất tốt. Balloon. Đây là thời điểm để Balloon nhân 3 Ely đây rồi. Goblin Cake đâu? Goblin Cake. Bắt bài rất hay đến từ Jupiter King. Lần đầu tiên Alaban xuất hiện với một cái deck của chính anh ta, là anh ta bị bắt bài. Nhưng mà phải nói là Alaban anh ta đánh cực kỳ là chuyên, cực kỳ là chuẩn bài luôn. Deck của anh thủ của anh ta. Bà luôn đẩy lên rất nhiều đẹp ạ. Unlucky. Congratulations Jupiter King. First game. Alaban hơi đen một chút, lần đầu tiên xuất hiện. The first time Alaban debut CIL. Thôi, nếu chung phản nói có tiền thì họ phải câu giờ thôi. Ok, let's go. Game number 2, set number 2. Jupiter King. Heal Spirit. I see go... A 3 Musketeer! Wow! Oh my god, first time. Đặt 3 Musketeer kinh vậy. Có bọn... Edison có em... Edison Bình có Bình không? Có Bình trong pattern này sẽ là một cái bài Roy Hawk coming. Barbarian, no way, too much damage. No way, Barbarian. Oh my god, thôi xong rồi, zip Araban. Một turn đầu tiên bay mất được khoảng 1.700 máu, thôi mình chơi gì nữa. Quá nhanh. Rồi là kết thúc stream sớm vậy. Off stream sớm. Rồi Darkwing đây rồi. Miner đây là Lava. Lava Miner Barbarian. Nhưng mà đây là thời điểm mà Nightwing không đủ. Lava đẩy luôn Lava. Đẩy luôn Lava còn một cái mất công. Ôi giời ơi. Thế thế này đến Sam. Lava Miner. Bỏ cái trụ kia thôi. Còn thủ thì sẽ còn chết. Bỏ cái trụ kia, bỏ cái trụ kia.
clearly, you know, you see the baby dragon, you see the barbs and the miner, you're like, all right, he's going to the skies. How can he recover? Yeah, it's gonna be rough. Ok, rồi đây là thời điểm mà Park đẩy Lava và Miner móc lên. Rồi Rivoli, Hunter, thôi xong. Ôi, zip 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 zip, có cả heal nữa. Hunter còn nguyên. Oh my god, it's the first time at a ball. He boost and lost 3 ground coming. CC. Oh my god. Poison coming. Không, Poison trong tên này cũng hợp lý một chút này. Còn Hunter có cả heal nữa, heal nó nhảy lên nữa này kìa. Miner. So GG. GG. Okay, good game. Đánh bất ngờ quá, thằng này là snipe rồi, sniper. Thằng này như có thằng nằm vùng rồi. Đậu xanh đợt 33 với 33 mất ngay từ đầu tiên mà mình thấy nó hơi bị sai sai. Snipe. Không, 2-0, 2-0. Adaman. Sniper. I don't know why the...